Xin chào các bạn, hôm nay Điện Máy Giang An bên mình sẽ giới thiệu với các bạn một chiếc tủ đông đến từ thương hiệu Hòa Phát của tập đoàn Hòa Phát. Tủ này có model là 606S2N2. Tủ này là tủ 2 chế độ các bạn nhé. Và bên ngăn bên trái này nó sẽ là ngăn làm lạnh, và ngăn bên phải này sẽ là ngăn làm đông, là ngăn làm đá. Ở đây mà các bạn muốn mở tủ thì các bạn sẽ cầm vào đây nhé. Đây, mở lên này. Đấy. Dưới đây thì nó sẽ có hai vị trí để các bạn khóa được cái tủ này, khóa từng cánh các bạn nhé. Trước khi giới thiệu chi tiết về chiếc tủ thì mình sẽ cung cấp cái kích thước chiều ngang này, chiều dài này, chiều cao và chiều sâu của tủ các bạn nhé. Đầu tiên là mình sẽ đo cái chiều dài của tủ. Đây, chiều dài của tủ là 123 cm, và cái chiều cao, chiều cao hiện tại bây giờ mình đang để trên cả xốp thì nó sẽ cao khoảng 1-2 phân so với thực tế, vì xốp nó sẽ dày khoảng 1-2 phân. Đây là chiều cao mà có cả xốp thì là 88 cm các bạn nhé. Và chiều sâu. Đấy, chiều sâu của tủ là 56 cm. Với model của tủ này á, thì hãng có trang bị hai cái tấm kính ở trên này nhé, để các bạn du sang này, du sang bên nọ sang bên kia để các bạn ngăn cái nhiệt nó thoát ra ngoài. Đấy. Nên thực tế ra thì nếu các bạn không có cái tấm kính này á, thì vẫn không sao đâu. Vì ở trên cái cánh tủ nó có cái răng, do này thì nó sẽ hạn chế làm mất nhiệt. Ví dụ như tủ lạnh của chúng ta thì chúng ta cần gì lớp kính gì đâu, nó vẫn có cái gioăng để giữ được nhiệt, nên là cái này là hãng cho thêm. Còn sau này nếu các bạn vỡ cái này thì các bạn cũng không cần thiết phải mua. Một số cái tủ của Sanaki thì họ cũng bỏ cái này rồi, và tủ Hòa Phát này, tủ to cũng bỏ. Thì một số người nếu mà sử dụng cái này sau bị vỡ thì cứ lo lắng là mất nhiệt, nhưng không sao đâu, có thì tốt hơn nhưng không có thì cũng không sao. Thế các bạn du sang bên này thoải mái này. Đấy, đây là cái ngăn bên trái, ngăn làm mát các bạn nhá, cực kỳ là rộng luôn. Ở góc bên trái này thì nó sẽ có cái nút cao su. Nếu mà các bạn vệ sinh tủ thì các bạn sẽ bỏ cái nút cao su này, sau đó chúng ta cho nước vào để rửa. Sau khi vệ sinh xong thì các bạn lại lắp lại. Đó, bị nó như thế này. Đây là ngăn bên phải là ngăn làm đông, là ngăn làm đá. Thì đây các bạn sẽ thấy có một cái giỏ này để các bạn để đồ này. Đi kèm theo đó là cái phiếu bảo hành và hướng dẫn sử dụng, và một cái muôi để các bạn cậy vào đá ở bám vào thành tủ. Và đây là hai cái khóa. Ở phía chiếc tủ thì nó có một cái tem to lùng luôn, thể hiện một số cái tính năng nổi bật của chiếc tủ này nhá. Đầu tiên là tiết kiệm điện năng, vận hành êm ái và làm lạnh cực nhanh. Và cái dòng chữ kích cỡ Việt thì đây là cái size tủ mà bán chạy nhất, là được nhiều người lựa chọn nhất các bạn nhá. Và tủ này sẽ được bảo hành là 30 tháng các bạn nhá. Đây, bảo hành 30 tháng duy nhất tại tủ đông Hòa Phát. Thì với những tủ đông á thì hiện tại bây giờ là Hòa Phát là bảo hành dài nhất. Thông thường những hãng khác là sẽ bảo hành 1 năm hoặc 2 năm là 24 tháng. Nhưng mà tủ này sẽ được bảo hành là 30 tháng các bạn nhé. Đây là cái bảng điều khiển của tủ các bạn nhé. Thì ở đây các bạn sẽ dễ dàng thấy có hai cái bóng. Bóng màu xanh này là chính là bóng power, là hiển thị là tủ này có điện hay không. Và bóng màu đỏ là bóng hiển thị là tủ đang hoạt động hay không, đang làm mát hay không á, lốc nó đóng hay không. Thì một số bạn mua tủ gọi điện bảo tại sao mà lúc đầu mới mua hai bóng này sáng và bây giờ nhìn vào cái bóng này nó lại, cái bóng trên nó không sáng, sáng mỗi bóng này thôi. Có nghĩa là tủ đang ngắt. Khi nào mà các bạn mở cánh tủ ra nó mất nhiệt á, và lốc còn đóng và tủ hoạt động để làm mát á, thì khi đó thì cái bóng màu đỏ này nó sẽ sáng các bạn nhé. Còn đây là cái chữ át để các bạn vặn số của tủ, thì nó như là số qua thôi, từ 1 đến 7. Số 7 là max này, là hoạt động mạnh nhất. Thì thông thường mới mua tủ thì trong 3 ngày đầu tiên thì các bạn cứ để số 7. Sau đó nếu vào mùa hè hoặc nóng quá thì các bạn vặn từ số 5 đến số 7. Còn nếu vào ngày mà các bạn ít đồ thì vặn 3-4. Vào mùa đông nếu mà không có nhu cầu để đồ thì các bạn vào số 1. Như vậy là mình vừa giới thiệu sơ qua với các bạn về chiếc tủ đông 606S2N2 của Hòa Phát. Để tham khảo giá bán thì các bạn hãy truy cập website của bên mình là giangnga.vn. Hoặc nếu các bạn ở khu vực Phú Thọ thì các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng Điện Máy Giang Nga tại Hoàng Xá, Thanh Trì, Phú Thọ. Ở cửa hàng bên mình thì luôn luôn có hàng để các bạn có thể trải nghiệm trực tiếp và để tham khảo giá bán những chương trình khuyến mại khi các bạn mua hàng. Cảm ơn các bạn đã xem video này.